sát bến nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ bước xuống chiếc cano hồi nãy mình chạy mà chưa có hoàn chỉnh lắm. Chiếc này tại vì có cái sàn nè, chiếc cano 4.9 này nếu mà lắp cái sàn luôn thì chi phí lót sàn này là 2 triệu ý, 3 triệu rưỡi nha mọi người ơi. 2 triệu rưỡi chứ. Chiếc cano 4.9 này lót chi phí lót sàn là 2 triệu rưỡi. Rồi thêm cái dàn máy nó cho nên nó rất là nặng. Nó cũng nặng trên 150 kg cho nên là máy mình yếu mình chạy nó sẽ không có lên giọt cho lắm. Đó, nghe im rồi đó mọi người. Có chiếc này là của cà phê Mộc Đại Phát 2 nha mọi người. Mình chưa biết địa chỉ cụ thể là ở đâu nữa. Tại vì này cái thông tin này của chủ xưởng nắm bắt chứ. Chủ xưởng nắm cho nên là mình cũng không có gành lắm. Đây mình chỉ quay clip cho mọi người tham khảo những cái chiếc cano 4.9 mà lắp đặt máy âm bên xưởng Thành Tân nha. Đây cái chiếc này thì mình có thể lắp được máy như là máy xăng Hinota 15 18 ngựa đều được nha mọi người. Đó, giờ đang xuất bến à. Đây nè. Đây mấy cái mẫu vỏ bên xưởng mình làm ra để chuẩn bị giao cho khách hàng. Giờ mình ra mình bước xuống sông để mình quay cái tốc độ của chiếc cano 4.9 này luôn nha. Ây da. Ây da da. Đó, cũng tốc cái đoạn đường cũng khá là xa nha mọi người. Mình nghe thì cái tiếng máy cũng rất là gông đó nhưng mà mình chưa biết cái tốc độ chạy được bao nhiêu đây. Lạng vô bờ luôn rồi. Ở xa lắm rồi, đoạn đường có hơn 100 mét. Chưa biết nữa. Ở còn trước mặt mọi người đó là chiếc vỏ siêu tải dài 9m9 rộng 2m30. Mà cái chiếc đó nếu mà làm hoàn thiện luôn cũng gần 200 triệu nha mọi người ơi. Cả máy và cái dàn cái dàn, nhưng mà cái toàn bộ gói của chiếc cano vỏ lãi này là gần 200 triệu. Hôm nào mình sẽ ra rảnh thì mình sẽ quay cho mọi người xem chi tiết cái nội thất của chiếc vỏ siêu tải đó nha. Rồi bên xưởng Thành Tân thì có hiện tại đang có nhiều mẫu cano, có 3 mẫu cano cho mọi người có thể tham khảo và lựa chọn. Và một số cái mẫu vỏ lãi nữa. Đó, những ai có quan tâm về vỏ lãi hoặc cano thì có thể liên hệ cho số điện thoại của chủ xưởng để mà tham khảo nha. Tại vì bên xưởng Thành Tân lúc này hàng cũng rất là nhiều. Làm không chưa kịp để giao cho khách hàng thì Thành Tân, chủ xưởng Thành Tân đang mướn một cái cô thư ký để về làm việc và tư vấn cho khách hàng nha. Bây giờ hai anh này mình chạy không biết tới đâu rồi đó nha mọi người. Mình thực sự mình chưa biết là tới đâu nữa. Tới đằng kia rồi. Cano đang chạy về. Không biết tốc độ có giọt không nữa. Đó, tại vì cái trọng lượng của chiếc cano này khi lắp cái dàn máy âm và lót sàn thì nó cũng khá là nặng nha mọi người. Cho nên là mình chạy mình cảm giác nó nặng nề lắm. Cái máy mình nó sẽ không có bốc nhiều lắm. Rồi nếu như mà mình không lót sàn á, thì có thể là cái trọng lượng của nó nhẹ hơn được một tí thì mình chạy nó sẽ lướt hơn nhiều nha. Đó, cano đang tiến tới nè, nhìn rất là dữ luôn nha mọi người ơi. Nhưng mà không biết tốc độ là bao nhiêu đây, tại vì mấy anh em mình đang test thử cho khách hàng coi. Đó, cano đang tới quá trời bốc độ luôn rồi. Wow. Dạ, chiếc này giọt rồi nha mọi người ơi. Chiếc này tốc độ ok quá. Chiếc này chiếc đó là Kuta 72, còn cái chiếc mà bên đây thì là 3T72 cho nên là cái chiếc này nhìn nó cái trọng lượng nó tăng lên nó mạnh nó nặng hơn chiếc kia rất là nhiều.
tại vì cái máy 3T72 này trọng lượng khá là nặng. Đó, mình thấy cái chiếc cano mà cam đen của Cà Phê Mộc Đại Phát 2 lắp cái máy mà Kuta 72 thì mình chạy mình thấy tốc độ nó cũng khá là đạt, nói chung cũng ok. Một lát là mình sẽ xuống mình trải nghiệm tốc độ thực tế như thế nào nha. Đó. Cano đang chạy về nha mọi người ơi. Đây một lát nữa hết quận này mình sẽ xuống mình để mình trải nghiệm thực tế như thế nào nha. Chiếc này mình thấy chạy tốc độ cũng nó cũng đạt. Nhìn xa giống bo bo quá. Tốc độ ok quá. Wow. Giọt quá chứ. Wow. Rồi đây nha mọi người ơi, đây là cận cảnh chiếc cano 49 của Cà Phê Mộc. Đó, rồi đây là và đây là cận cảnh của hai chiếc cano. Rồi. Rồi bây giờ mình xuống chiếc cano đang lắp đặt Kuta 72 trải nghiệm thực tế luôn nha mọi người ơi. Đây là đang chở 4 nè. Đó, mình là một người nè, còn anh thợ lắp máy này là một người nè. Chứ hai anh thợ lắp gáp. Với một cái dàn sàn, đây cái sàn mình lên đây mình nhúng máy luôn nha. Đó lên đây là chú này cũng đang quay để test tốc độ. Đây đâu nè, đó cái dàn máy của. Để cắm đầu. Clip này cái máy này chạy rất là ok nha mọi người ơi. Đang chở 4 nhưng mà chạy cũng tầm 45 đến 50 nha mọi người. Quá đẹp.
phê quá. Cano 49 này. Ôi. Mấy kia chưa thử vậy? Quá êm. Rồi. Chiếc này chiếc đầu tiên nó chạy đạt ok vậy luôn á. Quá sướng, quá sướng. Rồi. Nói mấy anh em mình đảo mấy vòng thì nó nước vô nước vô cái lái. Nước vô cái lái rồi đây. Cái máy này là Kuta 72 á anh không? Kuta 72 mà chạy chiếc này ok, chiếc này đạt dữ ta. Rồi bây giờ mình xin dừng video tại đây nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi cái video của mình nha. Nếu mọi người có thấy hay thì hãy like video và đăng ký kênh mình để tiếp tục xem những video mới nhất của mình nha. Rồi cũng đây một chiếc nè, nhưng mà chiếc này hoàn thiện này sẽ test có thể là tốc độ sẽ cũng là ok lắm nha mọi người, nhưng mà cũng chưa có hoàn chỉnh cho nên là để chỉnh sửa lên tí nữa rồi mới test nha. Rồi, chiếc này thực tế đang chở 4 người luôn nha mọi người. Đang đi 4 bởi cái dàn lót sàn này thì cũng rất nặng. Rồi. Im ngay bố ơi. Rồi.
Bây giờ mình xin dừng video tại đây nha mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Chuyến này quá ok rồi. Tốc độ rất đạt.